Con gái ông Thaksin Shinawat là bà Pethongtan Shinawat vừa hạ sinh một bé trai ngay trước thềm tổng tuyển cử tại Thái Lan. Hãng Reuters đưa tin ứng viên hàng đầu cho chức thủ tướng Thái Lan là bà Pethongtan Shinawat, 37 tuổi, vừa sinh một bé trai vào ngày mùng 1 tháng 5, chỉ 2 tuần trước tổng tuyển cử. Bà Pethongtan, con gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawat và cháu gái cựu thủ tướng Inglak Shinawat, thông báo về việc làm mẹ trên các tài khoản Facebook và Instagram cá nhân, kèm hình ảnh đứa bé. Xin chào, tên con là Pruthasin Suksawat, biệt danh Thaksin. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Trong vài ngày tới, chờ mẹ con hồi phục trước, rồi con sẽ gặp báo chí, theo nội dung đăng. Bà Pethongtan, biệt danh ông Ing, thuộc đảng phêu thai và luôn đứng thứ nhất hoặc thứ hai trong các cuộc khảo sát về sự ủng hộ đối với các ứng viên thủ tướng trước kỳ bầu cử ngày 14 tháng 5. Một ứng viên khác cũng giành giật vị trí dẫn đầu là ông Pita Limjaroenrat của đảng Tiến Lên. Những cuộc khảo sát gần đây cho thấy đương kim thủ tướng Prayut Chan-o-cha của đảng Quốc gia Thái Lan Thống Nhất gặp nhiều bất lợi. Ông lần đầu cầm quyền vào năm 2014 sau khi đảo chính lật đổ bà Inglak. Theo quy định, ông chỉ có thể cầm quyền thêm 2 năm nếu thắng cử. Đảng Quốc gia Thái Lan Thống Nhất mà ông Prayut làm chiến lược gia trưởng ưu tiên cam kết tranh cử tập trung vào sự phát triển của một nền kinh tế cơ sở vững mạnh, cải thiện chất lượng sống của người dân, tập trung vào nông dân. Trong khi đó, đảng phêu thai có chính sách tranh cử với mục tiêu đem lại tương lai tốt đẹp hơn cho người dân bằng cách tăng thu nhập, cải cách hệ thống tư pháp và nâng cấp hạ tầng để tăng sức cạnh tranh. Trọng tâm chiến dịch là cam kết áp dụng công nghệ và sáng tạo để phát triển đất nước cũng như cải thiện sinh kế của người dân. Về đảng Tiến Lên, các chính sách của ông Pita gồm thúc đẩy vai trò doanh nghiệp nhỏ, đối phó tình trạng độc quyền và chấm dứt nghĩa vụ quân sự. Những người ủng hộ đảng này chủ yếu là cử tri trẻ.